Everybody, welcome to Health Vacay. Chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health Vacay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game mà từng làm mưa làm gió trên kênh ha. Trước mới ra game này, Health cũng chơi quá trời luôn. Health cài tính ra là cái máy đeo 3-4 ngày luôn. Trời ơi. Ok, không dài dòng nữa. Chắc giờ này Health sẽ quay lại con này chơi một thời gian quá. Đó là con Đấu La Đại Lục phiên bản đấu hận tái lâm ha. Đầu tiên là đăng ký tài khoản, các bạn kéo xuống phần mô tả cũng như là bình luận có link đăng ký nha. Ở đây đây để tôi dịch tới coi. À, cái này là nói chuyện đậu xanh đó. Để tôi kéo bự bự ra. Đây, rồi tôi thấy cái Google dịch rồi. Này. Rồi, người đăng ký, người dùng chữ cái cộng số chẳng hạn như là như về vậy thì góc về a b c d e f g đúng không, rồi dịch lại mật khẩu y vậy luôn. Rồi xong một chữ thôi hả, b chín tám bảy bảy chín ví dụ vậy đi, quên thôi, sáu số đúng không, sáu số copy paste xuống luôn đi. X H E O A cái gì vậy? Như 4 chữ này là thành công rồi đúng không ta? Tôi dùng Google dịch, tôi dịch lên coi. Sao chém? Ở đây cũng không có dịch ta. Đây, dịch đi con, coi nó ghi cái gì. Ủa nó không dịch được hả? Ok. Rồi ở đây còn nè nha, để ra Google dịch coi. Chị Google dịch ơi, chị Google dịch, dịch giùm em cái chữ này có gì. Google dịch ơi, đăng ký thành công. Ok nè, hợp lý. Khoan, copy là cái này. Nào, bắt vô, mật khẩu y vậy luôn. Đó, ok, vậy cho dễ nhớ ha. Vô game nào. Vô chưa? Vô không? Ok. Yeah, vẫn còn sống. Ôi man, con này sống rồi một khá lâu à. Nào, lâu lắm rồi tôi không chơi con này các bạn ơi. Con này hình như nó bị chìm vào quên lãng ha. Kênh chúng ta là hiện tại là hình như không có ông nào chơi con này luôn hay gì á. Đây là phiên bản đấu hận tái lâm, phiên bản quy khủng ha. Đó, quà hàng ngày đồ các kiểu cũng khá ngon. Nhưng mà vô thì hình như vô là có luôn cái code đầu đâu mất mẹ nó rồi, cái code nó tên gì ta. Nhập code ở trong ha, đây nhập code ở trong này, đây kéo map lên hết hả. Ok, cái nào cũng phải là tốc độ tốt nhất luôn. Rồi theo đúng không, đây là hot, đây là theo bảo hức hả, đây là tắt hay là mở ta, mẹ nó đi mệt quá. Đây nhập code là phần dưới này ha. Rồi ok, bấm vô. Ủa sao nó không nhận được ta. Ủa nãy nó ghi gì vậy, quay ghi gì ta, ghi này là sao, để Heo lấy Google Heo dịch lại coi, đợi Heo tí nha. Tự nhiên dạo này đam mê con này nè các bạn, là vô tải lại và chơi thôi chứ. Để giúp Google dịch dịch coi. Khoan để tí, nó lâu quá ta. Để dùng cái điện thoại của bắp. Trời ơi, điện thoại đúng chất của bắp luôn. Đây, nó ghi gì đây? Mã gói quà không tồn tại. Quy đổi mã gói hả? Ủa, alo, gói quà. Ok, vậy là phải chạy lên level cao hơn mới có hay là sao ta? Để từ từ ta.
Đâu thì đi kiếm God thì cuối cùng đã có God mới rồi nha các bạn. God này nãy như là đã hết cái sử dụng rồi, nên là bây giờ chúng ta có God mới ha. Vẫn bấm vào đó như thường ha. Rồi. Đổi số 7 là thành số 8. Đó, có quà. God có hạn sử dụng và có giới hạn lượt người sử dụng nha. Đó là các bạn nhanh tay thì còn, chậm tay thì không còn đâu nha các bạn. Đây, 6.000 mấy, 7.000, 10 vé quay nhân 7, đá cộng 30, 20. Còn gì hải, không phải là hải thần mà là hải gì quên. Lâu quá không coi quên tên mẹ được rồi. Nhưng mà đừng bớt, đừng biết. Ok. Lâu quá không xem quên rồi các bạn, giờ này không có thời gian để xem là. Chắc mai chiều heo cũng luyện lại con này quá. Nghe nói là nó đấu đến đỏ. Trời ơi, ngày xưa lúc mà mới coi phim anime Trung Quốc là phim đầu tiên mà heo bắt đầu viền là con này nè các bạn. Thấy nhiều ông, ủa sao thấy mê con này dữ vậy. Trời ơi, không biết sao mê. Cuối cùng vô tôi thấy coi được dài 3 tập. Trời ơi, đồ họa đẹp quá. Lúc đó là coi trên TV2 á. Hồi xưa là heo coi gì cũng như bao nhiêu bạn ha, cũng phim mới đâu này nọ ha, cũng đọc chữ đâu ha, cái gì việc sub đồ này nọ rồi cũng tự đọc chữ thôi, có bạn cam đồ biết rồi. Sau này công việc thời gian nhiều quá nên là chuyển sang coi mấy cái phim mà có thuyết minh hết. Ok, và kênh mà heo thường xem nhất thì coi cái đó nó đỡ phải các bạn, nó động mình chỉ việc nghe và mắt mình chỉ nhìn hình ảnh thôi, còn coi mà chạy chữ thì thôi, mắt phải nhìn vô chữ lắm cơ. Nào, rồi bây giờ phải chạy cái nhiệm vụ tân thủ rồi các bạn. Quà cũng nhận hết rồi, lên trên cao nữa thì chúng ta sẽ nhận được quà. Quà đó quà gì quên rồi. À, quà ngày và quà tuần. Đó, điểm danh ngày, điểm danh tuần được cái kiểu. Lên cao thì auto đồ này nọ, nhưng mà thôi lười lắm, khỏi mua auto đâu. Đến con này sống dai chứ bộ các bạn. Thường là mấy con này nó sống được có vài hôm là nó đi xa rồi. Có con này là nó sống có bộ cũng lâu à. Đến server 27 rồi các bạn. Rồi bây giờ đặt tên nè. Bè. Ok. Chú bé đã online, các bạn vào kết bạn với chú bé nhé. Đây, bé quay. À không, này là đang nhét vào đội hình à. Giật hoài mệt mỏi. Quay tướng chưa? Chưa luôn hả? Cái này mà nó được việt hóa hết hoặc là súp biệt rồi này nọ thì thôi, ngon lành. Mặt lọc. Không các bạn, không có bạn việt hóa, chỉ có bạn việt hóa của BNG nhưng mà hiểu rồi đấy. Đó, kéo 3D được luôn. Nhưng mà nó ngộ quá cái. Ví dụ như đây kéo 3D đúng không? Nhưng mà chúng ta không thể nào kéo qua đây mà nhìn mấy con mình đánh được các bạn. Phải kéo qua xa hơn nữa thì nó mới hay. Server mới nhất đang là server 27 hả? Hình như 3-4 ngày nó mới ra một server các bạn. Thì cũng được đi, cũng ngon. Chắc từng ra được 2 server. À, đây quên. Nào, đây đường tam nè. Đó, rồi con này đới mộc bạch nè. Đó, rồi nhớ cái ông kia rồi. Đây, hải mâu. À, hải mâu. Đó hải mâu đấu la. Ok, đây có kích tìm cái gì luôn. Rồi, trời ơi, có là phải xài thôi, nói chi nữa. Ôi, hai con đường tam vô luôn hả? Well,
có vé chiêu mộ luôn rồi nè. Đây, chiêu luôn. Chiêu luôn. Nào lâu rồi nổi gió hả? Đi qua mấy con này chơi hả? Đây, 10 vé. Vé này nhân... Nếu mà các bạn chơi mà để lâu dài thì để cái vé này lại tích lâu nhiều nhiều, khoảng chừng 5-60 vé thì quay một lần hả? Chứ giờ quay thì cũng không có được con gì ngon. Tại vì hình như là ngày 2, ngày 3 gì á là nó sẽ có cái event quay. Nó sẽ có con tướng không? Có chị ấy kìa. Con gì quên này. Quên mẹ nó rồi. Lâu quá học chơi, lâu quá học coi phim, quên hết tên nhân vật rồi các bạn. Anh em thông cảm nha, mai chiều sẽ coi lại. Nó tự nhiên heo ghiền các bạn ơi. Ghiền cái lên kiếm chơi lại sẵn coi cốt kiếm đồ còn cốt nào chơi được không, úp cho anh em chơi ha. Đó, lấy cốt đồ vô nhập đồ. Chỉ có việc khó là cái lúc mà đăng ký á thì nó sẽ bị có thể là bị trùng cái tài khoản rồi các kiểu ha. Nhưng mà nó hiện 4 chữ giống lúc đầu là ok rồi đó, thành công rồi đó. Quỷ đấu la, ổ là con tự mà không ạ. Quỷ đấu la đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok. Đó, rồi ơi, còn 3 vé nữa quay luôn hả? Xong rồi ship team luôn. Dạo này heo không có cập nhật mấy cái đội hình của mấy con này. Đó, chứ trước là cũng chăm lắm. Vô và quẩy thôi, đó, vô và quẩy thôi. Nãy giờ không thấy con nào ngon luôn á trời. Trời ơi, bởi vậy đừng bao giờ mà tiêu vào cái này. Lên khoảng level 30 mấy gì đó, mở mấy cái chức năng ra. Đó, tới chừng đó. Ôi trời ơi, đường thần nè. Đúng rồi, đường thần. Tới chừng đó thì tha hồ mà quay. Này, mở ra luôn. Đó. Okay, hồn cốt đồ cái kiểu, trời nghe tới hồn cốt. Thôi chắc mai chiều rảnh tôi coi tôi luyện lại đấu la đại lục quá các bạn ơi. Ôi ở quá trời luôn nè. Ok, nâng sao mày lên luôn. Ok, nâng luôn. Rồi nhìn lại tuy là mấy phần sau, mấy khúc sau đồ là nâng cấp đồ kỹ năng đồ lên nằm mầm. Nhưng mà thấy heo hít coi mấy phần đầu hơn các bạn. Mấy phần đầu học viện đồ á, hay đó là con này heo sóc nội tâm cái gì. Đúng rồi, hướng nội quá nên là không thích ồn ào náo nhiệt nên nó dễ thích. Trường tam hồi còn nhỏ nè, con này không biết nhưng mà rảnh thì đăng luôn chứ để làm gì chờ. Trời ơi tưởng nè, mấy con này thì chỉ có một mà nãy giờ. Thôi ok nha, anh em nào có chơi thì tải về, link ở dưới phần mô tả nha các bạn ơi. Gì nữa đây? Đi săn hồn thú. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây là đi săn hồn thú. Đó. Ok, vô hồn xâm lâm gì nè. Đó. Để luôn bầu ơi. Nào tu. Okay. Thôi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.